Mình tên là Nguyễn Đức Khánh Thơ. Mình hiện nay thì là nhân viên tại Lab Pharmacology tại Ocru ở Hồ Chí Minh. Mình sẽ phân tích những cái mẫu của bệnh nhân từ tất cả các bệnh viện hoặc là từ các site gửi đến, thì có thể là mẫu máu, mẫu plasma hoặc là mẫu dịch não tủy. Thì trong quá trình mà điều trị thì bệnh nhân sẽ được sử dụng một số cái loại thuốc nào đó. Thì một số cái nghiên cứu thì mong muốn theo dõi cái nồng độ của những cái thuốc đó ở trong những cái dịch sinh học của bệnh nhân. Thì công việc hàng ngày của tụi mình là phải phát triển ra được một cái phương pháp để mà nó có thể tách được những cái thuốc đó và cho mình đọc được cái nồng độ của cái thuốc đó ở trong máu của bệnh nhân để biết là liều điều trị đã đủ hay chưa, hay là nó thiếu, hoặc là nó đủ rồi nhưng mà vi khuẩn vẫn phát triển, thì có nghĩa là bệnh nhân đã bị đề kháng hay là làm sao đó. Thì cái công việc đó sẽ giúp để hỗ trợ cho những cái nhóm nghiên cứu khác làm tốt cái phần việc của mình. Hồi xưa thì mình rất thích nuôi thú nhưng mà sau một thời gian thì mình phải nuôi thú, mặc dù là nuôi thú ảo nhưng mà nó rất là tốn thời gian. Mình phải dạy, mình coi nó ăn chưa, nó phải, mình phải chăm sóc nó rất là nhiều. Sau đó thì mình chuyển qua những cái trò chơi mà nó ngắn hơn, chỉ tốn 5-10 phút vậy thôi, tranh thủ những cái lúc mà mình được nghỉ giải lao, hay là sau đó thì mình chơi những cái trò chơi ví dụ như Sudoku, chơi những cái game rất là phổ biến như Angry Birds trên điện thoại. Mình nghĩ là mình nên nói về một cái phát minh mà nó liên quan đến công việc của mình. Mình nghĩ là sự phát minh về sắc ký. Để mình giải thích một chút về cái đó. Thì là người ta ghi lại được những cái dấu hiệu về màu sắc của từng cái hợp chất. Nó giống như một cái bản đồ, mỗi một chất thì sẽ có một cái giống như là một cái chữ ký riêng của nó. Nó rất là khác nhau. Thì dựa vô cái sắc ký đồ của từng cái, khi mà mình làm phân tích, mình nhìn vô thì mình sẽ biết trong cái hỗn hợp đó, một cái đống vậy đó, thì nó có những cái gì. Mình thấy rằng khoa học rất là quan trọng bởi vì nó liên quan rất là mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của con người. Mọi người có thể cho rằng khoa học là những cái thứ gì rất là xa vời, nhưng mà thực ra thì nó hiện hữu ngay ở những cái vật dụng hàng ngày của mình, đều được tạo nên dựa trên cái cơ sở của khoa học. Chính vì vậy mà mình thấy khoa học và cuộc sống rất là gắn liền với nhau, nên là nó rất quan trọng.